Thì dự án này nó nằm mặt tiền sơ lộ Hà Nội, thì 3560 sơ lộ Hà Nội, thì nằm ngay đối diện với nhà ga Metro. Thì dự án này có hai tháp, thì cao 30 tầng. Phía trước này lên tháp A nhỉ? Phía trước là tháp số 2. Số 2. Tháp bên trong là tháp số 1. Ờ. Anh tưởng thì đâu số công viên hồ bơi thì ở tầng số 3. Tầng 3 của ở dưới. Mỗi tháp đều có công viên hồ bơi ở tầng 3 hết. Ở dưới thì hai tầng trung tâm thương mại. Ở dưới nữa thì có hai tầng hầm để xe. Hồ bơi này nhìn dài nhỉ? Nó hồ bơi này cũng Olympic. Được bao nhiêu mét vuông? 500 mét vuông. Cái hệ thống công viên rồi thì nó nằm ở tầng 3. Công viên phía sau nè. Dạo bộ phía sau. Đây là hệ thống đường nội khu của dự án luôn đúng không anh? Đường này đường Nam Hòa. Đường Nam Hòa. Đường lớn á. Phía sau á. Từ nội khu dự án là kết nối ra đường Nam Hòa phía sau. Nó sẽ có hai mặt tiền á. Thì điểm mạnh thiết kế của dự án này là nó tất cả đều nó có sẽ giếng trời ấy. Thì tất cả các căn nào cũng vậy. Thì phòng ngủ trong, phòng ngủ ngoài này đều có đón gió và ánh sáng tự nhiên hết. Trên đỉnh tháp thì có cầu nối hai đỉnh tháp với nhau. Cầu ví dụ như trường hợp mà trên đó có tiện ích gì không anh? Có công viên. Công viên. Nếu như trường hợp mà cháy nổ thì sẽ di chuyển từ tháp này qua tháp kia được. Tầng trên đó là tầng 30 tầng. Đây bên này có hồ bơi. Hồ bơi bên này hình như bên đây không có hồ bơi. Nó gọi là hồ bơi gì vậy em? Vẫn bơi được hả? Em thấy có lớn giống như một cái khu nhà hàng vậy á. Nhà hàng trên mặt nước. Nè, hồ bơi lớn á. Hồ bơi lớn. Có cái khu nằm phơi nắng à. Phơi nắng nghe tiếng tạ. Thì nó có được cái là nó nằm ngay cái mặt tiền đường sông Hành, thì có thể di chuyển được hai chiều. Đây chính là đường sông Hành. Đúng rồi, bên kia là nhà ga. Di chuyển hai chiều, nhà ga bên kia luôn. Đúng rồi. Có một điểm mạnh đó là nó được thừa hưởng cái công viên Sa Lộ Hà Nội. À, công viên trước mặt mình đúng không anh? Đúng rồi, khoảng trống giữa đường Sa Lộ với lại Sa Lộ Hà Nội với đường sông Hành nó là cái công viên ấy. Sắp tới sẽ được nâng cấp, có đường chạy bộ. Đây chính là cây cầu kết nối ra nhà ga Metro số 10. Nhà ga số 10 ha. Đây là tuyến đường Sa Lộ Hà Nội. Còn đây là tuyến đường sông Hành. Thì giữa hai cái tuyến đường lớn này sẽ là một cái công viên. Một công viên rất là lớn.